đó, dằn mặt đó. Đó, mặt kìa đó, rất thần thái nha, ánh mắt rất sắc. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em nghĩ bạn hát tốt ấy. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Mấy cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi. Cái mùa này với anh. Cảm ơn anh. À, không gian âm nhạc của em là điện ảnh, nói chung là thank you anh rất em tên gì? Dạ em tên là Bảo Khánh ạ. Mọi người thường gọi em là Trang. Cái bài vừa rồi là bài tên gì vậy? Dạ bài tên là Hoàng Hôn ạ. Bài đó là bài official của em đúng không? Dạ. Bài official của em luôn đúng không? Là của một bạn sáng tác chưa? Dạ có rồi. Anh về anh search anh nghe nha. Anh rất thích bài đó. Nhưng mà tôi buồn lắm.
cô giáo cái gì. Rồi, một tràng vỗ tay dành cho Bảo Khánh. Hay quá.